3 cách giúp bạn giữ cân trong Tết, nhưng cách thứ tư mới là cách để giúp cho bạn ăn thoải mái mà không sợ bị tăng cân. Tết sắp đến rồi và hầu hết tất cả mọi người đều đang lo lắng bằng việc ôi trời ơi, chúng ta sắp sửa bị tăng cân rồi. Bởi vì Tết là cái thời điểm mà hầu hết nhà nhà, người người đều ngừng làm việc và chúng ta chỉ có làm gì ạ? Chỉ có ăn, ăn, ăn và ăn mà thôi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được cân nặng của mình trong suốt cả cái kỳ Tết này đây? Ngọc Anh biết rằng có rất nhiều các chị em thì đã rất là cố gắng nỗ lực để giảm cân trước Tết để chúng ta có một vóc dáng đẹp hơn để đón Tết. Nhưng mà ngay trong những ngày Tết này chỉ có một tuần thôi, nó lại đưa các chị em quay trở lại đúng cái vóc dáng như cũ. Thì điều này thực sự là rất là đáng buồn, có đúng không nào? Vậy thì có những cái cách vô cùng đơn giản để giúp cho chúng ta có thể trong Tết này chúng ta vẫn đón Tết thoải mái nhưng mà chúng ta không bị thừa cân nha. Số 1, đó chính là hãy uống đủ nước mỗi ngày. Ở đây, Ngọc Anh biết rằng là trong quá trình mà chúng ta đón Tết thì chúng ta sẽ thường xuyên phải có những cái buổi tiệc. Và trong những buổi tiệc này thì các chị em của chúng ta sẽ hay uống gì ạ? Chúng ta có thể uống bia, uống rượu hay là uống các loại nước ngọt. Thì ở đây, ngoài cái việc mà chúng ta cần phải uống đủ nước mỗi ngày thì hãy loại bỏ hoàn toàn những cái loại nước này nha. Chúng ta hãy, thay vì chúng ta phải uống bia, rượu hay nước ngọt thì nó có cái hàm lượng calo siêu lớn để khiến cho chúng ta dễ dàng bị tích mỡ. Thì các chị em hãy chuyển qua uống trà. Thực ra thì Tết, để đi đến chúc Tết các gia đình hoặc là ăn tiệc thì chúng ta cũng có rất là nhiều các loại trà đơn giản và dễ dàng chúng ta có thể pha được mà, hoặc trà túi lọc cũng được, nó rất là đơn giản nhưng mà nó cũng giúp chúng ta kiểm soát cân nặng tốt hơn nha. Số 2 đó chính là làm sao mà tránh được cái việc mà chúng ta sẽ cần phải ăn vặt mỗi ngày, và cụ thể là những cái món ăn ở trên cái bàn tiếp khách của chúng ta. Hầu hết tất cả những gia đình ở trong ngày Tết chúng ta đều có một cái bàn để tiếp khách, và trên bàn thì có khá là nhiều những loại mứt, những loại bánh kẹo để chúng ta có thể cùng tiếp khách với những người bạn của mình. Vậy thì thay vì chúng ta lựa chọn mua các loại bánh này, các loại kẹo này, các loại mứt này, thì nó thường là, đấy hầu hết đều là những cái loại mà nó có tính đường rất là cao, nó khiến cho chúng ta dễ bị mập, dễ bị thừa cân và năng lượng của nó cũng khá là cao. Thì thay vì chọn những loại đó thì ở đây Ngói khuyến khích các chị em có thể lựa chọn sang các loại hạt, ngũ cốc. Ví dụ như là chúng ta có thể thay vì là các loại kẹo, các loại bánh thì chúng ta cho thành là các loại hạt maca, óc chó, hạt điều, hướng dương hay hạt bí. Rồi thay vì là ăn các loại mứt thì chúng ta có thể cho các hoa quả tươi. Thêm nữa là thay vì chúng ta phải sử dụng bằng các loại bánh ngọt thì chúng ta có thể thay thế bằng các loại bánh ngũ cốc. Thì đấy cũng là những cái món ăn rất là healthy để giúp chúng ta kiểm soát được cái cơ thể của mình mà ăn thoải mái không sợ bị mập nha. Yếu tố thứ ba nữa đó chính là chúng ta hãy lựa chọn ăn thật chậm và nhai thật lâu. Đấy là cái cách để giúp cho chúng ta kiểm soát được cơ thể của mình. Bởi vì khi mà chúng ta đến những cái ngày Tết ấy, thì cái việc mà chúng ta đi thăm các gia đình và việc chúng ta được mời lại ăn uống là thường xuyên gặp phải. Vậy thì ăn uống cả ngày như vậy, trời ơi, buổi sáng vừa mới tới nhà anh hàng xóm thì cũng được mời ăn một chút đồ ăn bữa sáng của gia đình, một bàn tiệc luôn. Và sau đó đến trưa lại chạy sang nhà của chị hàng xóm rồi lại được ăn một bàn tiệc tiếp theo. Và cứ như vậy một ngày, chúng ta cứ đến chúc Tết nhà nào thì lại được ngồi ăn tiệc ở nhà đó. Và ăn nhiều như vậy thì làm sao kiểm soát cân nặng được? Thế thì ở đây, khi mà chúng ta được mời ăn bất kỳ một cái gì thì tất nhiên theo phép lịch sự chúng ta vẫn cần phải ngồi vào bàn và cùng ăn. Nhưng hãy nhai thật chậm, thật chậm, thật chậm. Nó giúp cho chúng ta có thể chuyển hóa được thức ăn tốt hơn, vì chúng ta tăng cường được lượng enzyme trong cái môi trường mà chúng ta nhai lâu như vậy. Thế và nó cũng giúp cho cái việc rằng là chúng ta tránh cái việc chúng ta phải nạp quá nhiều năng lượng, nạp quá nhiều đồ ăn trong một bữa. Chính vì thế nên là hãy ăn thật chậm và nhai thật là lâu nha. Và cuối cùng, yếu tố thứ tư là cái yếu tố quan trọng nhất để nó giúp cho chúng ta quyết định được việc rằng là ngày Tết này nếu mà chúng ta ăn nhiều thì chúng ta vẫn không bị thừa cân, đó chính là chúng ta cần phải duy trì thói quen tập luyện thể dục hàng ngày. Ở đây thì mọi người thường là vì là Tết chúng ta có cái thói quen rằng là chúng ta ăn nạp nhiều hơn cái lượng năng lượng trong một ngày. Nếu là một ngày bình thường thì chúng ta chỉ ăn đâu đó một ngày 4 bữa thôi, và mỗi một bữa thì đều được kiểm soát cái khẩu phần ăn của mình. Nhưng vào dịp Tết thì chúng ta ăn uống cả ngày luôn và rất là khó để kiểm soát cái năng lượng đấy. Vậy thì đầu vào đã khó kiểm soát rồi thì chúng ta phải kiểm soát năng lượng đầu ra bằng việc là hãy vận động và tập luyện thể dục hàng ngày. Thì ở đây Ngọc Anh khuyên các
chị em của chúng ta, đó là trong những ngày Tết này thì thay vì chúng ta chỉ tập những bài tập nhẹ nhàng thời gian ngắn thì chúng ta có thể tăng cường những bài tập nhiều hơn, hoặc đôi khi có thể rủ những người thân trong gia đình của mình dành một khoảng thời gian nào đó trong ngày, khi mà chúng ta đã đi thăm thú các gia đình rồi, đã đi chúc Tết xong rồi thì dành một khoảng thời gian vào cuối giờ chiều để cả gia đình cùng đi chạy bộ chẳng hạn. Đây cũng là một bộ môn để giúp chúng ta tiêu hao năng lượng rất là lớn, hoặc là những cái bài tập cường độ cao ở trong nhà thì nó cũng giúp chúng ta có thể tiêu hao được năng lượng. Nên là ngay trong cái thời điểm này thì chúng ta cũng cần phải duy trì thói quen tập luyện. Và hầu hết tất cả mọi người trong cái quá trình nghỉ Tết, chúng ta thường là tự thả lỏng cơ thể mình luôn, ăn uống thoải mái, rồi không có vận động gì hết. Và đó chính là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta bị thừa cân, tăng cân lên quá là nhiều. Nên là chúng ta đã lỡ ăn nhiều rồi thì hãy vận động nhiều hơn một chút nha. Và để tìm hiểu sâu hơn về các cái chế độ ăn uống trong những cái ngày nghỉ Tết này thì Ngọc Anh có xây dựng cho các chị em của chúng ta một cái video hướng dẫn về cái cách để chúng ta có thể sắp xếp cấu trúc các bữa ăn cho những ngày nghỉ Tết. Thì các chị em có thể nhấn vào video trên màn hình này, ấn vào đó và xem những cái hướng dẫn để giúp cho chúng ta có thể xây dựng được một cái chế độ ăn trong ngày nghỉ Tết một cách hiệu quả mà vẫn kiểm soát cân nặng tốt nha. Hãy nhấn vào video trên màn hình để xem tiếp video tiếp theo nha. Và nếu như các chị em cần Ngọc Anh chia sẻ thêm bất kỳ những cái yếu tố gì liên quan đến cơ thể và vóc dáng của mình thì hãy đừng ngần ngại để lại cho Ngọc Anh những câu hỏi. Ngọc Anh sẽ hỗ trợ các chị em và giải đáp cho các chị em nhanh nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.